Vitamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm qua, cùng với sự tư vấn từ chuyên gia thì chúng ta đã biết được những hậu quả rất nguy hiểm từ biến chứng của bệnh tiểu đường, mà chủ yếu là các biến chứng thần kinh mạch máu. Ngày hôm nay, Bảo Linh xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách phòng ngừa và khắc phục biến chứng thần kinh mạch máu ở bệnh nhân tiểu đường với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, chủ nhiệm khoa tim thận khớp Bệnh viện 103. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia tư vấn trong chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Xin kính chào các quý vị khán giả, chào MC. Vâng ạ, thưa bác sĩ đã chia sẻ là những cái biểu hiện tưởng như là thông thường như là tê bì chân tay mà chúng ta hay gặp phải hàng ngày có thể là một dấu hiệu sớm của những cái biến chứng về mạch máu và thần kinh ở bệnh nhân đái tháo đường. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nếu mà người bệnh gặp những cái biểu hiện trên thì cần điều trị và ngăn ngừa biến chứng nặng thêm bằng cách nào ạ? Các cái biến chứng về tê bì chân tay đấy nhé, là biến chứng của đái tháo đường mà cần làm sao cho nó không nặng lên ấy, nhé, thì chúng ta phải việc cái quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát tốt đường huyết. Ngoài những thuốc kiểm soát đường máu cho tốt thì bao giờ chúng ta cũng quan tâm đến những các thuốc hoạt huyết như là Ginobiluba. Chúng ta phải quan tâm đến cái việc chống các gốc tự do như cao blueberry và đặc biệt rất quan tâm đến những các cái hàn gắn những các cái tổn thương của rễ thần kinh bằng chondroitin sulfat. Và đặc biệt nữa mà chúng tôi thấy là rất có hiệu quả trong điều trị đó là luôn luôn quan tâm đến sử dụng các cái tiền vitamin B1 hoặc là B1 liều cao, B2 và B6. Thế rồi luôn luôn có ý thức về dự phòng những các cái tổn thương ở chi. Ví dụ như không bao giờ đi dép chật quá này, không bao giờ đi chân trần, và hàng ngày chúng ta phải kiểm soát cái bàn chân của chúng ta. Có những yếu tố nó hay kết hợp với nhau thường mà nó làm cho các biến chứng ở đái tháo đường tăng lên. Ví dụ như là mỡ máu cao, ví dụ những người bệnh nhân bị quá cân, béo phì, đấy, ví dụ những người bệnh nhân có tăng huyết áp, thì chúng ta phải luôn luôn cùng kết hợp bên cạnh cái việc chăm sóc, làm cho kiểm soát tốt đường máu, thì chúng ta cũng phải chữa tốt các cái bệnh như tăng huyết áp, như là mỡ máu cao. Vâng ạ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì sản phẩm có chứa tiền vitamin B1, các vitamin nhóm B, chondroitin, ginkgo biloba và cao blueberry thì giúp để cải thiện những cái hiệu quả chứng tê bì chân tay, ngăn ngừa biến chứng thần kinh và mạch máu. Tại sao lại như vậy ạ? Bản chất cái bệnh đái tháo đường ấy là cái rối loạn thần kinh và mạch máu. Cho nên là cái việc đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến các cái thần kinh mà nó tổn thương ấy, thì phải hồi phục nó bằng những các cái chondroitin. Bệnh đái tháo đường luôn luôn cần phải chú ý đến quan tâm đến các cái lưu thông mạch máu. Các cái thuốc mà hiện nay hoạt huyết ở trên thị trường tôi biết ấy, của ta sản xuất ấy, thì đều có một cái sản phẩm từ cái bạch quả. Đấy, từ cái bạch quả đó là cái ginkgo biloba. Thế rồi rất có hiệu quả trong cái việc đối với tăng cái tính dẫn truyền của thần kinh là chúng ta dùng các loại sinh tố, mà đặc biệt là sinh tố B1, tiền B1 rất cần thiết trong cái việc chúng ta điều trị các cái chứng tê bì chân tay. Cái thần kinh thì rất nhiều neuron, thế và nó như những cái rừng thần kinh như thế, chỉ cần một chỗ tổn thương thì nó sẽ lan tỏa tổn thương rất nhanh. Cho nên người ta chú ý đến cái gốc tự do. Cái tác dụng tốt của blueberry chính là nó trung hòa cái gốc tự do. Thế hiện nay trên thị trường thì chúng ta thấy rằng có một cái sản phẩm là Vitamin Plus thì nó có ginkgo biloba này, đấy, có cao blueberry này, đấy, để có chondroitin sulfat này, có tiền B1 này, B2, B6. Thì cái những sản phẩm này rất có hữu ích để chữa các cái chứng tê bì chân tay của bệnh đái tháo đường. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Ngay bây giờ thì xin mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm ngắn ngay sau đây. Kiểu này chắc là mẹ lại không uống thuốc chồng con đưa chứ gì? Vậy thì cơm không ăn thì gạo còn đó. Với lại mấy bữa nay mẹ thấy chân tay nó cứ tê bì, chắc là xoa bóp một chút rồi khỏi con ạ. Mà cái bệnh tiểu đường của mẹ ấy, không điều trị dứt điểm là dễ dẫn đến biến chứng thần kinh mạch máu đấy. Có khi còn phải cắt cụt chi. Nói gở mồm chứ có thể mất mạng đấy ạ. Nói thật là mẹ rất muốn uống, nhưng mà chồng con ấy tính nó hơi chặt chẽ, nên mua thuốc mà không chất lượng ấy thì... Mẹ ơi, nhưng mà thuốc này là thuốc con mua, có phải là thuốc con trai mẹ mua đâu ạ. Nên mẹ cứ yên tâm mà uống. Đây là bảo bối cho người bị tiểu đường như mẹ đấy. Nhờ chứa phosphatidamin, các vitamin nhóm B, chondroitin, ginkgo biloba và cao blueberry giúp tăng cường lưu thông và bảo vệ hệ thần kinh,
từ đó hỗ trợ điều trị tất cả dấu hiệu biến chứng thần kinh, mạch máu ở bệnh tiểu đường như chứng tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, rồi đau nhức, nóng bỏng bàn chân bàn tay và phòng ngừa cắt cụt chi và tàn phế đấy ạ. Công dụng tốt như thế mà lại con dâu mẹ mua, nhất định mẹ sẽ uống. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân mới chớm có cái dấu hiệu về biến chứng nhưng đã được bác sĩ khuyên dùng cái sản phẩm mà có chứa tiền vitamin B1, các vitamin nhóm B, choroidin, ginkgo biloba và ca blueberry mà bác sĩ vừa tư vấn sử dụng khi mà có biến chứng về thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân tiểu đường. Vậy thì điều này có cần thiết không ạ? Và nếu dùng thì dùng như thế nào để cho hiệu quả? Chúng ta vẫn nói phòng vẫn còn tốt hơn, đến khi nó mắc rồi mới chữa. Đấy là một phương châm rất tốt mà tôi nghĩ rằng với uống liều 2 viên thôi, sáng 1 viên, trưa 1 viên, mà uống sau ăn độ 30 phút có thể uống kéo dài hàng tháng, sau đó nghỉ một thời gian lại uống tiếp được, tôi thấy rất tốt. Vâng ạ, thưa bác sĩ, khi mà bị tê bì chân tay do những cái nguyên nhân khác như là thoái hóa xương khớp này, ảnh hưởng với thời tiết hoặc là tác dụng phụ của một số loại thuốc thì sử dụng cái sản phẩm mà bác sĩ vừa nêu trên có hiệu quả hay không ạ? Nếu như mà trong những trường hợp mà tê chân tê tay, trong trường hợp là thoái hóa cột sống cổ hoặc là trong cái trường hợp mà thoái hóa cột sống thắt lưng thì chúng ta cũng có thể, nhưng mà tê nhiều nặng mà với mục đích điều trị tấn công, chúng ta cũng có thể dùng 4 viên, mỗi một cái đợt cũng kéo dài như thế khoảng 3 tháng nhé. Thế bên cạnh cái việc chúng ta đã có thoái hóa xương khớp rồi đấy, trong một số trường hợp cũng có thể kết hợp với lại cái vững cốt visa thì nó có canxi nano đấy, nó có vitamin D nhé, nó có boron, nó có kẽm, có silic, có DHA. Tất cả cái đó nó đều làm cho cái xương phục hồi vững chắc, khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn. Xin cảm ơn những thông tin cũng như là những kiến thức vừa rồi của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là thông tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Thời lượng của chương trình cũng vừa hết. Hy vọng rằng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ, quý khán giả đã biết được cách phòng và khắc phục biến chứng thần kinh mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường một cách hiệu quả và an toàn. Ngay từ bây giờ, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 vào giờ hành chính hoặc 024-39-959-969 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư songkhoe@bacsitivan.vn để được các chuyên gia tư vấn. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Biện pháp khắc phục hiệu quả tê bì chân tay, ngăn ngừa các biến chứng thần kinh mạch máu ở bệnh tiểu đường. 1. Kiểm soát đường huyết thật tốt bằng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, áp dụng chế độ ăn uống cho người tiểu đường và kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần. 2. Cải thiện tê bì chân tay và các biến chứng thần kinh mạch máu bằng sản phẩm chứa fusotiamin là tiền vitamin B1, các vitamin nhóm B, choroidin, ginkgo biloba và ca blueberry. 3. Kết hợp vận động và vật lý trị liệu hợp lý. 4. Luôn chú trọng chăm sóc bàn tay, bàn chân bằng cách vệ sinh sạch sẽ, tránh làm tổn thương, đặc biệt là các kẽ và móng tay, chân hoặc các loại kem giữ ẩm đặc biệt vùng gót chân. 5. Tuyệt đối không ngâm chân bằng nước nóng và sát trùng thật tốt khi có tổn thương ở tay, chân. Vitamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh, hiệu quả cho người bị tê bì chân tay, đau dây thần kinh, đau mỏi vai gáy.